Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình là Nguyễn Mừng Gamer anh em ơi. Ok anh em ơi, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ đến cho anh em cái skin của bạn Đức, skin Đức Thắng của bạn Quân ha. Thì tí xíu bạn đó comment mình vẫn sẽ ghim bằng cái bình luận của bạn đó lên đầu để cho anh em gửi lời cảm ơn bạn đó ha. À, thì đây là skin Đức Thiêm đi từ Nam Định đến Đắk Nông ha. À, bạn đó đặt mẫn làm trên cái nhà xe Taco nhiều Hyundai Taco Meco chạy online đây, và sau khi làm xong thì bạn đó cũng yêu cầu là chia sẻ đến cho anh em luôn ha. Thì đây mình sẽ giới thiệu sơ sơ về cái nhà xe này, anh em thấy không, cái hướng đi của nó từ Nam Định, Thanh Hóa, thành phố Vinh, Hà Tĩnh, quốc lộ A nè đó ha, là mình làm led đầy đủ cho bạn đó luôn ha. Đó đây, đây có số điện thoại nè đó, rồi ok tất đặt luôn đó. À, ok anh em mà muốn làm skin nào thì có nhu cầu đặt làm thì anh em cứ gọi alo mình ha, dưới phần mô tả, hoặc là có thể DM mình qua Zalo, Facebook mình nhận làm skin cho anh em ha. Thì sau khi làm xong thì anh em có quyền là anh em yêu cầu cái để mình tắt cái này, cái nhiều người nhắn tin nó không quay video được. Thì sau khi làm xong thì anh em có thể yêu cầu nữa là chia sẻ hay là không chia sẻ đó quyền của anh em nha. Rồi ok, thì giống như những video khác thôi, xem hết video để lấy mật khẩu ha. Đây skin thì màu cam giống như là con Phương Trang anh em, mà màu đó màu đỏ đỏ thì màu cam y chang như con Phương Trang. Ủa con Phương Trang nó muốn qua đấy anh em ạ. Ok, muốn qua thì mình cho bạn qua thôi. Đấy, màu đỏ đỏ giống như con Phương Trang anh em ạ, nó cũng màu cam cam giống như con Phương Trang thì cũng khá là đẹp luôn ha. Con này chạy vào buổi tối thì đèn rồi các kiểu rồi cũng khá là xịn sò luôn. Đấy, thì nhiều anh em cứ bảo mà là sao làm video mà không để mật khẩu, làm video để mật khẩu chà bá lửa vậy mà anh em đâu có chịu xem thì sao mà có được cái mật khẩu được. Anh em cứ xem thì tự động nó sẽ hiện lên mật khẩu, thì thường thường mật khẩu mình chỉ để nó xuất hiện trong vòng khoảng chừng là 2 giây thôi, nghĩa là 1 2 rất là nhanh. Nếu mà anh em chịu khó xem thì nó sẽ hiện mật khẩu và anh em thấy, anh em nhớ. Còn nếu mà anh em cứ tua thì anh em làm sao anh em tua đến đoạn được 2 giây mà anh em đòi có mật khẩu. Đấy, những anh em nào mà lười biếng xem thì mình nói thẳng một câu luôn ấy, là không bao giờ có mật khẩu anh em chơi ha. Ê, ủa cái thằng không ăn ta. Đó, mình làm video là mình luôn để mật khẩu đầy đủ cho anh em, mà chẳng qua là anh em không chịu xem thì làm gì có mật khẩu được cho anh em. Ok cho anh em nào xem hết video thì anh em sẽ mật khẩu nha, chắc chắn là như vậy. Rất là nhiều bạn đã xem và lấy được mật khẩu mà hôm nay anh em xem anh em không thấy, chỉ cần chúng ta có hai con mắt chúng ta xem thôi là sẽ chúng ta thấy rồi. Thường video, những video làm kinh như thế này vẫn làm rất là ngắn, tầm 5 phút, 6 phút, dài lắm là 7 phút thôi anh em ạ. Đây anh em để dành xem 5 phút, 6 phút, 7 phút mà anh em cũng lười vậy thôi là chịu luôn. Đấy, xem 5 phút, 6 phút, 7 phút mà em lười rồi thôi thì mình cũng chịu với anh em luôn rồi, chứ cách nào nữa mà cứu được. Ha, thì đây là skin Đức Thiêm của bạn Quân. Quân tử hay gì đó. Thì tí xíu bạn đó vào nhớ comment nha. Thì anh sẽ ghim cái skin của em lên đầu để cho những anh em khác vào cảm ơn em ha. Nhật Kha cũng vậy, cảm ơn. Mốt và tới skin Nhật Kha thì cũng vào comment để anh ghim cái skin lên đầu ha, bởi vì đây là những skin mấy bạn đó đặt làm có chi phí chứ không phải là làm free, cho nên là anh em nên gửi một lời cảm ơn đến cho cái người đã đồng ý chia sẻ skin đến cho anh em nha. Đây là cái đường, cũng đường khá là đẹp luôn, chạy cái gì đó mà từ thành phố lên ruộng lúa, lên ruộng nương, lên bông hoa tùm lum các kiểu, rồi chuẩn bị qua mắt mới thôi, muốn dừng video ở đây, qua mắt mới thôi dừng đây, chứ qua bên kia nó lót nữa thì mất công lắm anh em ạ. Ha, rồi ok, thì đây là skin Đức Thiêm anh em nha. Anh em nhớ gửi lời cảm ơn đến cho bạn đó nha. Rồi, ok, anh em xem hết video thì sẽ thấy mật khẩu. À, anh em thấy video hay cho xin một like và đăng ký kênh. Nhớ nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất
khi mình ra video tiếp theo nha. Hiện tại thì kênh vẫn được gần 20.000 người đăng ký rồi, thì hy vọng là trong ngày hôm nay nó lên được 20.000 thì rất là vui luôn em ạ. Ok, bye bye và chúc anh em một ngày vui vẻ. Yeah. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.